Kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh tin tức Thị Thi. Chúc cho quý vị luôn có những ngày hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một bản tin trong ngày. 5 phút quyết định hỗ trợ 1,7 tỷ đồng cho khu cách ly thành phố Hồ Chí Minh. Người cháu là du học sinh, chụp ảnh gửi về cạnh phụ huynh mang quạt máy, tủ lạnh vào khu cách ly nên giám đốc công ty đã quyết định hỗ trợ 500 máy làm mát. Ngày 24 tháng 3 trao đổi với báo pháp luật, đại diện công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã vận chuyển và đang lắp ráp hơn 500 máy làm mát Makano, Makami cho khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đây là số máy mà công ty Đại Việt gửi tặng các chiến sĩ, y bác sĩ, những tình nguyện viên đang phục vụ công tác chống dịch, cũng như những người cách ly có một môi trường sinh hoạt mát mẻ, thoáng đãng và giảm nguy cơ lây nhiễm. Theo Đại Việt thì mỗi máy có giá trị 3,4 triệu đồng, tổng giá trị là 1,7 tỷ đồng cho khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đưa vào sử dụng thì toàn bộ máy làm mát đã được khử trùng theo quy trình. Sau khi hết dịch, những máy này sẽ được giao cho ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho sinh viên. Được biết, quyết định hỗ trợ máy làm mát tiền tỷ chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 5 phút khi mà vợ chồng ông Ngô Xuân Mạnh, tổng giám đốc công ty Đại Việt, đọc được thông tin trên báo chí. Có một đứa cháu của gia đình là du học sinh cũng trở về và đang cách ly tại khu ký túc xá đã chụp ảnh gửi cho gia đình. Khi mà nhiều phụ huynh mạnh ai nấy tiếp tế đủ thứ quạt máy, thậm chí tủ lạnh vào trong khu cách ly. Ngoài số máy làm mát ra thì Đại Việt cũng đã huy động thêm nhân lực thu gom hơn 500 thùng giấy đựng sản phẩm để tặng cho ký túc xá Đại học Quốc gia nhằm hỗ trợ công tác sắp xếp, đóng gói đồ đạc sinh viên trước khi bàn giao ký túc xá làm khu cách ly. Dự án Sàn gió mát mẻ yêu thương được khởi động và tổ chức từ năm 2019 đến nay do công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt tổ chức. Đây là chương trình phi lợi nhuận nhằm góp phần giảm nhiệt độ ánh nắng, nắng nóng cho những khu vực công cộng, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn khắp đất nước. Được biết, ngoài dự án Sàn gió mát sẻ yêu thương, công ty Đại Việt còn thực hiện dự án Ngày nước tái sinh với hoạt động tặng máy lọc nước cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, cho các trường học, các khu vực có nguồn nước ô nhiễm, nhiễm mặn, giúp góp phần cung cấp cho người dân nguồn nước uống trực tiếp mát lạnh đạt chuẩn. Trong thời gian này thì dự án Ngày nước tái sinh cũng đang thực hiện trao tặng 13 hệ thống máy lọc nước công nghiệp Daikinosan Makano tại các tỉnh miền Tây đang bị xâm nhập mặn với kinh phí 4,5 tỷ đồng. Còn trong năm 2019 thì hai dự án này đã được trao tặng hơn 1.000 điểm với 5.000 máy làm mát và lọc nước Daikinosan Makano khắp các tỉnh thành với chi phí gần 20 tỷ đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên chia sẻ những cảm nhận của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Hãy nhấn vào like, share và nhấn vào đăng ký để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.